nhìn thấy em lao đầu đúng khi nào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào lòng. Quá khó để chăm lo cho người con gái ấm lo hạnh phúc đến khi cuối đời. Ôi, quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng thang. Trông bé bé như này mà cũng nặng ghê ta. Đây, mình mới mua một chiếc loa hát karaoke mini của Soundart. Tên của nó là A3 Pro. Mình không nghĩ rằng ấy lại có một chiếc loa hát karaoke mà giá chỉ ngang bằng với một chiếc loa di động cỡ nhỏ. Nó chính xác là giá của chiếc loa này nó chỉ ngang bằng với chiếc loa JBL Jack 5 thôi. Trong khi đó JBL Jack 5 ấy, công suất của nó chỉ được 30W, không hát karaoke được. Còn chiếc loa này ấy, công suất được tới 160W, còn có tới 2 micro để hát karaoke luôn. Thế thì tội gì mình không mua về để mà trải nghiệm. Đầu tiên mình thấy nó có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này, có đầy đủ các thông tin luôn. Tạm thời mình sẽ bỏ nó sang một bên để soi những cái thứ khác. Còn đây là một cái mod điều khiển. À, cái mod này nó đặc biệt ở chỗ là nó không có dùng bóng hồng ngoại các bạn ạ. Vậy chứng tỏ là nó dùng sóng 2.4GHz rồi. Nó giống như là mấy cái mod điều khiển cực cuốn đấy. Nên là cực kỳ tiện luôn. Mỗi lần mà mình muốn điều khiển mình chỉ cần nhấn và nhấn thôi, không cần phải hướng cái mod này tới cái hướng nào mà có loa nữa. Còn đây là hai cái cáp, bao gồm một cáp sạc Type-C này và một cáp dẫn âm thanh 3.5. Tiếp đến là gì nào? À, cái này là muối chấm trái cây các bạn. Công nhận đấy, hãng tốt ghê. Bán loa lại còn tặng kèm thêm cả muối chấm trái cây nữa. Còn cái này là dây đeo, mình gắn vào loa để đeo đi bất cứ đâu luôn. Món phụ kiện cuối cùng là nguyên một cặp micro luôn. Mình không biết với các bạn á thì thế nào, chứ còn với riêng cá nhân mình nhá, thiết kế như này là đẹp rồi. Cái phần thân này được làm bằng nhôm này. Ở trên này nó có cái gì màu đỏ đỏ mà nhìn nổi ghê. Mình tháo ra thử, hóa ra là nó có một cái miếng mút màu đỏ, thảo nào nó bật thế. Còn đây là cái phần micro. Cái điều đặc biệt nữa là cái micro này nó dùng một pin sạc thông qua cổng Type-C này, nên là mình không cần phải thay pin mỗi lần mà nó hết pin như cái kiểu là mấy cái loại cổ điển nữa. Đây, cái viên pin này nó có dung lượng là 1800mAh. Quá tiện luôn. Bỏ sang một bên. Bây giờ mình sẽ mở cái loa ra, tại vì phần chính ấy, là cái loa này các bạn ạ. Tạm thời mình đã bỏ hết mấy cái phần hộp sang một bên để cho nó gọn. Đây, một chiếc loa hình vuông Soundart. Một thiết kế tuy đơn giản nhưng mà nó có một cái gì đấy rất là hiện đại luôn. Ở phía trên này là các cái nút nhấn chức năng này, bao gồm nút nguồn này, nút mở micro này, nút AE này á, là nó sẽ làm chìm cái lời hát xuống để mình có thể hát karaoke. Với những cái bài nào ấy mà nó nguyên bài hát luôn các bạn ạ, nó có lời ấy, thì mình nhấn nút này là cái lời nó tự chìm xuống luôn. Công nhận hay ghê. Còn cái nút R trừ và R cộng này là nút để tăng chỉnh cái reverb của micro này. Tiếp đến là nút micro trừ và cộng này là để mình chỉnh volume của micro. Còn nút M này á là để mình tùy chọn cái chế độ lấy âm thanh vào. Ví dụ như là mình muốn lấy âm thanh thông qua thẻ nhớ hoặc là USB hoặc là thông qua cổng ấy chứ. Ở phía sau này là mình có thể chọn được. Do chiếc loa này có luôn khả năng chống nước chọn IPX6 ấy, nên là nó có cái phần này rất là cứng các bạn ạ. Cũng khá là kín luôn đấy. Ở phía sau này cũng có luôn thấy cổng cắm micro dây này, cổng AUX này, cổng thẻ nhớ. Thậm chí là cái cổng USB này á, nó có thể sạc ngược lại cho điện thoại. Tiếp đến là nút EQ. Chiếc loa này á, thì nó có tới 3 chế độ EQ. Để lát nữa mình test thử là các bạn sẽ biết ngay. Còn lại là ba nút này thì chắc là ai cũng biết rồi. Mình nhấn lên để test thử luôn. Nhấn đè này, rồi sau đó mình nhả tay ra là nó lên. Đó, lên ngay. Mình quay sơ qua một vòng nữa để cho các bạn thấy rõ được ngoại hình của chiếc loa này. À, mình quên mất. Chiếc loa này á, có dung lượng pin là 24.000mAh. Theo như thông tin mà mình đọc được ở trên trang bán hàng á, nếu như mà mình mở hết âm lượng 100% luôn thì vẫn có thể nghe được hơn 3 tiếng đồng hồ mới hết pin. Đây là hai cái màn cộng hưởng hai bên này. Đó, có đèn nháy các kiểu luôn. Còn để mà điều chỉnh được cái đèn nháy này á thì mình nhấn vào đây, nhấn một lần thôi là nó chỉnh chế độ này. Xoay xoay các kiểu luôn. Còn đây là hai cái quai để gắn dây. Thiết kế trông cũng khá là tinh tế chứ nó không có bị thô. Mở mic lên test thử luôn. Nhấn đè này, rồi sau đó là nó tự lên các bạn. Mình muốn tắt nó đi á thì mình nhấn vào đây là nó không còn nhận âm thanh từ cái micro này nữa. Nhấn để mở lại. Ngon luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử chỉnh cái reverb này cho các bạn xem. Mình trừ này là nó chỉ còn cái tiếng của mình không thôi, chứ nó không còn echo hay là reverb nữa. Tăng lên này là cái tiếng nó càng lúc nó càng vang và càng ảo các bạn ạ. Nên là mình sẽ chỉnh cho nó thấp lại để cho nó bớt ảo đi. Chứ thực tế mình thấy chỉnh lên cao nó ảo quá các bạn ạ. Ảo như này thì hát không được đâu.
Còn đây là tăng giảm âm lượng micro, giảm xuống này, tăng lên này, ngon luôn các bạn ạ. Chỉ có điều là cái reverb này nó hơi bị ảo luôn á. Chỉnh thấp thì hát được, chỉnh cao thì nó kinh điển luôn, hát là nó chìm tiếng luôn đó. Đó, như này thì thua các bạn. Thấp xuống thôi, thấp xuống thì hát được. Đây là EQ này, bây giờ mình lên nhạc để test thử EQ. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Đây là âm thanh khi mà mình chưa mở bản EQ chỉnh sẵn này. Bây giờ mình tiếp tục lên nhạc rồi sau đó test bản EQ cho các bạn xem. Thì mình có để ý là chiếc loa này nó chỉ có đúng hai bản EQ thôi các bạn ạ. Bản thứ nhất thì nó tăng cường dãy bass, còn bản thứ hai thì nó lại tăng cường dãy trung và dãy chép. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of. Đó, ở bản này á thì giải bass được tăng cường lên, nên là mình nghe giải bass nó sẽ mạnh mẽ và trầm ấm hơn. Nhưng mà giải chép thì nó giảm bớt đi, nên là mình nghe cái chất âm nó sẽ ấm hơn. I can see the way you look at me, such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by. Còn ở bản này á thì cái dãy trung và dãy chép nó được tăng cường lên, còn dãy bass thì nó giảm đi một tí. Nên là cái dãy trung và dãy chép mình nghe nó rất là sáng và nó tí tách luôn. Sau khi mà mình nhấn thêm một lần nữa thì nó trở ra ngoài luôn, và chứng tỏ là chiếc loa này chỉ có đúng hai bản EQ chỉnh sẵn thôi. Chị em vì em đã cho anh biết yêu và thương, mà tại sao chưa chưa em là gió lướt qua nhanh đến anh đọc lại hơi xưa hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào cứu con tim lắng nghe, nhìn thấy em lao đầu đúng khi nào, để anh dắt cánh tay ôm lấy vào lòng. Qua qua để chăm lo cho người con gái ấm lo hạnh phúc đến khi cuối đời. Ôi, qua nhìn là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách lắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu bông hoa, vì các tương lai nên là em chẳng cứu hoa. Một nụ hồng thơ hay thôi mãi mãi chỉ nhiều ánh mắt, giờ mang thêm đau thương vì bấy nghe phù hoa. Nếu em không về, mùa thu với anh thật dài. Ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày nhớ em. Thank you.
hôm tình yêu. Anh dành tặng em mấy thu rồi cành hồng đến nay héo mòn, cánh hoa tàn tình tan vàng. Em mai đeo gió ngang, giật mình bàng hoàng trái ngang phủ vàng. Lỡ yêu người đậm say rồi mất đi sẽ ra, sợi tình đầu hoa cũng nỡ đau úa màu. Người đây cất tin em như người đã cho tôi lần, rồi người đem bán cho anh nhà thơ của xóm. Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời, mà đời nào có hay em mong quê, mà đời nào có thương cho phận em. Nhưng em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được có, dù chỉ có một lần thôi. Em xinh như cánh hoa tươi, sao yêu thương còn sống mãi theo cánh hoa hoa em xa rồi. Chẳng bao giờ buồn, nào ngờ một hôm ngao du nhân gian, chẳng một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa ấy chót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao. Khi trải nghiệm xong chiếc loa Soundx A3 Pro này thì mình thấy là nó cho ra một chất âm trong trẻo này. Tuy nhiên á, nói về cái độ chi tiết âm thanh thì chiếc loa này nó đáp ứng chưa tốt lắm. Nếu như thang điểm 10 là cái thang điểm cao nhất cho độ chi tiết âm thanh thì chiếc loa này nó chỉ rơi vào được 7 điểm thôi. Chứ còn nếu như mà chiếc loa này á, nó mà có cái độ chi tiết âm thanh tốt á, thì nó ăn đứt luôn mấy cái loa JBL Trạc Nam rồi. Thậm chí là nó còn ăn đứt hơn nhiều luôn, tại vì nó vừa có thể hát karaoke này, công suất là vừa lớn này. Còn nói về karaoke thì sao? Tuy là chiếc loa này á, có cặp micro rất là ngon, rất là nhạy và nhẹ này, nhưng mà vì cái tính năng reverb của nó đã khiến cho cái chất giọng ấy nó bị chìm xuống khá là nhiều luôn. Mặc dù là mình đã chỉnh reverb xuống cái mức thấp nhất nhưng mà mình thấy cái độ vang á, nó vẫn khá là nhiều. Nó khiến cho cái giọng mình á, nó bị chìm xuống chứ nó không có tăng cường cái giọng hát của mình lên một cách rõ ràng. Tại vì trước đây á, mình có từng hát karaoke ở trên những cái dàn karaoke loại xịn á, thì cái giọng hát của mình á, nó luôn luôn được tăng cường lên một cách rõ ràng và nó sáng nhất có thể luôn. Nhưng mà với chiếc loa này á, thì nó lại ngược lại, nó khiến cho cái chất giọng của mình á, nó bị chìm xuống.
Còn khi mà mình mở hết cỡ luôn cái reverb này thì thôi luôn các bạn ạ. Cái giọng của mình á, nó chìm xuống hẳn đáy xã hội luôn đấy. Nghe nó ảo kinh điển các bạn ạ. Nếu như mà hãng á, có xem được video này thì vui lòng điều chỉnh lại cái reverb này xuống thấp một tí thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn như này thì nó bị dư quá rồi, nó bị dư quá nhiều luôn á. Nó không có phù hợp để hát karaoke một cách ngon lành được. Nếu như mà cái tính năng reverb này á được căn chỉnh lại thì thôi luôn các bạn ạ. Chiếc loa này cứ gọi là đỉnh luôn đấy, mà cái giá của nó thì quá tốt luôn. Thì đó chính là cảm nhận cũng như là đánh giá riêng của mình sau khi trải nghiệm qua chiếc loa Soundx A3 Pro này. Nếu như bạn nào mà có quan tâm đến chiếc loa này đây, mình cũng sẽ để luôn đường link tham khảo ở trong phần mô tả video. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn mỗi người hãy dành tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.